trời ban cho sắc đẹp nên em có quyền chảnh. Năm nay em vừa tròn 20 cái xuân xanh, người ta đứng xếp một hàng dài. Em thật là tài, chỉ cần một cái nháy mắt là cũng chết một vài anh. Em du lịch một mình, sang chảnh một mình, ăn uống một mình, đi đâu cũng một mình. Em chỉ ăn chẳng thấy làm, không lo nghĩ linh tinh như một nữ doanh nhân thành đạt. Mấy năm trước em lên đây, em vẫn thật thà chân chất. Cha mẹ em ở quê chỉ có đàn gà với một mảnh đất. Em học hành chăm chỉ ở trường đại học đến hết năm nhất. Rồi em quyết tâm ra gốc cây buôn quất, bởi vì em mong một ngày em được phất. Và rồi công sức của em được đền đáp, nhà và xe em sắm được. Càng ngày trông em càng sắc, kỹ năng trong nghề em nắm được. Facebook của em ngập tràn những ảnh ăn chơi sung sướng và tận hưởng. Em là hình mẫu một người con gái lý tưởng mà bao nhiêu người mơ ước. Áo hai dây vừa xinh vừa sang, đó là tóc sập xù cùng lông mày ngang. Đó là lại còn hay thường nói đạo lý. Ôi thật ra rất hay đi xa, đi du lịch một mình, ngồi thật giàu lắm. Ê chuẩn có thật không? Thật chuẩn con mẹ nó luôn. Okay. Có thật không? Thật chuẩn con mẹ nó luôn. Oh, yeah. Thế đúng là thật á? Đúng chuẩn con mẹ nó luôn. Quái đái. Ê đang lang thang thì nhìn thấy một em xinh tươi đứng ở bên đường, ngay Trần Duy Hưng ở Cầu Giấy, làm cho anh suy nghĩ nó cứ khác thường lại gần. Yeah, còn chưa kịp buông câu làm quen, em chào anh rủ đi chơi cả đêm. Em vào qua năm nhất ngày đi học tối làm thêm. Nói với cô ta mới năm trước vẫn thật thà, chẳng bao giờ thấy lên bà cứ là ngoan nhân nhà. Giờ em đã là bông hoa như tương lai mà trói loa. Trai nghèo đâu có cửa cặp cứ phải đại gia. Khởi nghiệp chỉ có một chút lỗ, thành bà chủ của mấy cái shop to. Cô đơn một mình em trên phố, con tim lạnh anh sẽ sưởi ấm cho. Quyết tâm trở thành một người trong ngành, quyết tâm đi du lịch mà không có mặt anh nào bên cạnh. Quyết tâm thả nhiều tính để cho các anh thi nhau mà tàn. Với thật thái và tranh sản như thế hỏi vẫn trả lời thật nhanh là em đã làm gì, có người yêu làm gì có. Em đang sợ ế đây này, em thề chưa bao giờ nói điều chồng thì chưa có như một người yêu. Đấy. Ok. Áo hai dây vừa xinh vừa sang, đó là tóc sập xù cùng lông mày ngang. Đó là lại còn hay thường nói đạo lý. Ôi thật ra rất hay đi xa, đi du lịch một mình, ngồi thật giàu lắm ấy. Có thật không? Thật chuẩn con mẹ nó luôn. Okay. Có thật không? Thật chuẩn con mẹ nó luôn. À, thế đúng là thật á? Đúng chuẩn con mẹ nó luôn. Quái đái. La 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 la. Nè 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 ngành hot girl hơn 100 nghỉ sớt. Từng ngày miệt mài cày cuốc trên những chuyến tàu nhanh, nhanh quan hệ dòng và nhiều anh được đi du lịch thả phanh, phanh chỉ có một cách cho em sang chảnh. Chuẩn con mẹ nó luôn. Có thật không? Thật chuẩn con mẹ nó luôn. Okay. Có thật không? Thật chuẩn con mẹ nó luôn. Okay. Thế đúng là thật á?